chỗ đó sáng được nhân chất. Em Trinh đang đang nghe tham bò đẹp đẹp rồi to quá. Xin chào Phái Đoàn. Anh em thả cái mũ ra cái vịt cái chi hát thơm mà. Lại quên đi chụp ảnh một ha. Nguyên quay lại chụp ảnh một ạ. Anh Hoàn đi sờ xem nào cái nọng của nó có sữa không. Rất nhiều nhỉ. Cho anh xin chào em. Này này, số này, báo các anh chọn lấy số à. Chiều mà nó rồi. Ôi con này là hoa hậu à? Chưa, con này không phải, chưa. Mà hậu là con kẹp cổ kìa. To nhỉ. Con này là tải nó chui ra đây. Nầm nầm. Nụt nụt. Cái này mà đất đai. Thúi quá. Thúi muốn chết luôn. Thối lắm, đi ngửi quất bò. Ô. Phòng khác. Thôi kia sao lại đi đường kia nhỉ? Đi đáy. Đi lái à? Đi thăm trại bò Olien ơi. Ở trên Mộc Châu. Hello. Xin chào. Rất thúi và rất thúi. Quan nhiều người.
làm cái quạt. Ờ, ở đây bò cũng được được bật quạt. Không cả từng đấy không không làm thế này ai đi xúc được đấy thân đấy nó tơi hốt từ từ ấy. À phước khí đi mày phước khí tăng tăng lên các chị nhịp nhịp cướp chạy nhanh lên ngồi ấm thối 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 theo dây chuyển ngấn nó hốt ra ngoài đấy là xử lý thôi. Đây này nhỉ, ra đây rồi nó xả. Ra đây xuống hố luôn. Thấy. Đây là hầm điêu ga. Hầm. Bắt xe ga để nấu. Để đi tiếp à? Nãy phòng kia chứ. Mai mua sữa chua Mộc Châu về cho thưởng thức nhá. Đi được một vòng. Và bây giờ ra. 5 lít sữa, 5 lít ở đâu ra? 5 lít sữa.